kính chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Luật sư doanh nghiệp được phát sóng hàng tuần trên kênh truyền hình VTV. Thưa quý vị, kinh doanh luôn đi kèm với các điều kiện nhất định, đó là quy luật tất yếu được các doanh nghiệp thừa nhận. Tuy nhiên, làm thế nào để những điều kiện kinh doanh đó có thể giúp cơ quan chức năng quản lý tốt hoạt động kinh doanh và vẫn tạo ra môi trường đầu tư thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển là bài toán mà những người làm chính sách cần đưa ra lời giải. Việc ban hành các điều kiện kinh doanh mang tính loại trừ đã tạo ra không ít rào cản cho sự phát triển của các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Trước làn sóng đề xuất cắt giảm điều kiện kinh doanh của các bộ ngành, hãy cùng chúng tôi tìm hiểu sâu hơn vì sao doanh nghiệp lại bị bó buộc vì điều kiện kinh doanh vô lý trong chương trình Luật sư doanh nghiệp tuần này. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, có chuyên gia đã nhận định chủ trương của nhà nước là khuyến khích doanh nghiệp đầu tư kinh doanh, tạo công ăn việc làm và thu nhập cho người lao động và tạo tài sản cho xã hội. Trên cơ sở đó thì các điều kiện kinh doanh phải được ban hành dựa trên quan điểm khuyến khích tạo điều kiện tốt nhất để các doanh nghiệp vừa và nhỏ lớn lên, chứ không phải là công cụ để bảo hộ cho sự độc quyền của các doanh nghiệp lớn hay vì lợi ích của một nhóm người trong xã hội. Vì sao lại có nhận định như vậy? Có lẽ thực tế về những điều kiện kinh doanh vô lý bó buộc doanh nghiệp là câu trả lời rõ ràng nhất. Mời quý vị đến với tổng hợp sau đây của chúng tôi. Đã có doanh nghiệp chia sẻ rằng, nếu môi trường kinh doanh ở Việt Nam mà như ở Nhật Bản, có lẽ tôi còn làm doanh nghiệp tư vấn xây dựng đến năm 80 tuổi. Nhưng hành nghề ở Việt Nam nhiều trở ngại quá, nên tôi nghỉ. Rõ ràng, thực tế đã chứng minh có rất nhiều doanh nghiệp bị rơi vào thế, hoặc phải lách luật, hoặc phải tìm việc khác do các điều kiện kinh doanh trói buộc vô lý. Có thể lấy những ví dụ cụ thể như sau. Quy định về chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cấp cho doanh nghiệp và cho kỹ sư ngành xây dựng là một điển hình. Nó khiến doanh nghiệp và các chuyên gia đặt câu hỏi, tại sao lại phải đòi nhà thầu phải có tối thiểu mấy kỹ sư có hợp đồng lao động dài hạn, có chứng chỉ hành nghề xây dựng do nhà thầu đóng bảo hiểm thì mới cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho doanh nghiệp, trong khi pháp luật cho phép doanh nghiệp thuê chuyên gia bên ngoài. Cụ thể của câu chuyện này là để doanh nghiệp được cấp chứng chỉ năng lực cấp 3 với 3 chuyên ngành thì cần đến 24 người. Và để đảm bảo điều kiện được cấp chứng chỉ, mỗi tháng công ty phải chi trả lương và đóng bảo hiểm xã hội cho 24 nhân sự khoảng 144 triệu đồng. Quy định như vậy thì chỉ có một số doanh nghiệp lớn là đủ điều kiện. Điều này dẫn đến tình trạng ùn ứ công trình nhỏ. Chủ đầu tư phải đi tìm nhờ các công ty hoặc các bạn để làm sẽ dẫn đến tình trạng quan liêu trong chính sách. Tổng hội xây dựng Việt Nam khi bàn về chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng đã nhắc đến câu hỏi từ nhiều doanh nghiệp thành viên rằng đây có phải là giấy phép con không? Bởi những tiêu chí, điều kiện mà chứng chỉ này yêu cầu không phản ánh bản chất năng lực của một doanh nghiệp. Nhưng để không vi phạm luật xây dựng thì doanh nghiệp buộc phải có. Cũng phải nói thêm rằng, chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng mà các doanh nghiệp có được thông qua sát hạch tại cơ quan có thẩm quyền thuộc Bộ Xây dựng hoặc Sở Xây dựng. Chứng chỉ này quyết định năng lực của nhà thầu tham gia các dự án loại nào. Trước đó thì ngành giao thông cũng từng có quy định tương tự về mục đích, đó là đánh giá xếp hạng năng lực các doanh nghiệp tư vấn và xây lắp, nhưng đã bị bỏ đi sau 5 năm thực hiện vì thiếu thực tiễn. Các nhà quản lý giao thông đã hiểu, việc hành chính hóa các cách đánh giá năng lực của nhà thầu làm giảm số lượng nhà thầu có đủ tiêu chí về năng lực, điều kiện để tham gia đấu thầu các dự án, trong khi yếu tố then chốt trong việc thực hiện dự án là mối quan hệ hợp đồng, khả năng thực thi các giao kết trong hợp đồng, chứ không phải là có được cơ quan nhà nước xếp hạng hay không. Nó thể hiện sự can thiệp quá sâu của nhà nước vào hoạt động của doanh nghiệp. Theo tôi, nhà nước hiện nay đang can thiệp quá sâu vào thị trường. Quá sâu vào thị trường, và thậm chí sự can thiệp này còn cướp đi cả cơ hội kinh doanh của doanh nghiệp. Tôi lấy ví dụ, rất nhiều những cái dịch vụ đào tạo mà nhà nước này phải độc quyền đứng ra tổ chức. Tôi lấy ví dụ, đào tạo lái xe taxi, tại sao Sở Giao thông Vận tải phải làm cái đấy? Tôi không hiểu. Đào tạo về vệ sinh an toàn thực phẩm, tại sao nhà nước lại cướp đi một cơ hội kinh doanh của người dân? Thế nhà người dân không ai có thể đào tạo được cái dịch vụ đấy à? Thế nhà chỉ có Sở Y tế mới có thẩm quyền hoặc có năng lực hoặc có lòng tin đối với xã hội để tổ chức. Và chính tôi đã trao đổi với đào tạo lái xe taxi, hiệp hội nói nộp 2-3 triệu gì đó đúng không? Đào tạo cho lái xe gọi là cấp một cái chứng chỉ đào tạo về tập huấn cho lái xe taxi thì các hiệp hội họ nói rằng là họ phải về đào tạo lại theo cái nhu cầu và chuẩn mực kinh doanh của cái hãng đó, nó cao hơn rất nhiều. Thế nhưng mà họ
nó trở lên, nhưng không có thì lại rủi ro, mà có thì là lãi. Một ví dụ điển hình tiếp theo là Nghị định 19 năm 2016 về kinh doanh khí, quy định doanh nghiệp phải có 100.000 vỏ bình ga loại 12kg mới đủ điều kiện kinh doanh. Để trang bị đủ số lượng vỏ bình ga đó thì doanh nghiệp phải cần ít nhất 25 tỷ đồng. Trong khi ở một số địa phương, nhu cầu thực tế chỉ cần khoảng 10.000 đến 20.000 vỏ bình ga là đủ. Các doanh nghiệp phân tích, nếu thực hiện điều kiện này sẽ xảy ra hai trường hợp. Thứ nhất, doanh nghiệp trang bị đủ số lượng quy định nhưng nhu cầu thị trường không cần đến thì một số lượng lớn bình ga là tài sản sẽ bị lưu kho. Thứ hai là các doanh nghiệp không đủ tài chính trang bị vỏ bình ga sẽ bị loại khỏi cuộc chơi. Một vài doanh nghiệp lớn sẽ kiểm soát thị trường, tạo ra sự độc quyền. Cả hai trường hợp này đều gây ra thiệt hại về mặt kinh tế, đi ngược với quy luật cạnh tranh của nền kinh tế thị trường. Và cuối cùng, thiệt hại nhất vẫn là người tiêu dùng. Hoặc một số quy định về điều kiện kinh doanh mang tính chất vòng tròn như kiểu muốn đăng ký làm tổng đại lý của một ngành hàng nào đó thì phải có ít nhất 20 đại lý phân phối. Nhưng các đại lý phân phối lại chỉ được ký hợp đồng với tổng đại lý có đủ điều kiện. Theo đó, doanh nghiệp không biết phải đáp ứng điều kiện nào trước, điều kiện nào sau và không thể thực hiện được nếu không tự mình mở ra 20 đại lý phân phối rồi làm tổng đại lý. Ví dụ như cái nghị định về kinh doanh khí ga, tôi chỉ nói lịch sử thế này. Trước đây ta có một cái nghị định về kinh doanh khí ga và tôi rất ấn tượng, như anh Hiền ở đấy. Hiệp hội kinh doanh khí ga ở Hà Giang họ nói là cũng năm tại hội trường này năm trước chúng tôi xuống đây có 40 người, bây giờ chúng tôi còn 29 người. Và 11 người đã ra đi, không phải là ra đi gọi là mất, mà 11 người đã phá sản. Có nghĩa là khi sửa cái nghị định về ga, chúng ta nâng cái chuẩn mực về kinh doanh ga, thì những doanh nghiệp nào muốn tồn tại phải đầu tư một cái khoản tiền, và người ta tính ra ở đây nó trung bình ví dụ khoảng 1 tỷ rưỡi đến 2 tỷ chẳng hạn, để đáp ứng điều kiện. Nhưng cái đó không phải là để mở rộng thị trường, thì họ nói rằng họ không có nhu cầu mở rộng thị trường đối với họ đã đủ, nhưng họ phải đầu tư để đáp ứng cái quy định của pháp luật. Thế nhưng mà ông nào không đầu tư thì có nghĩa là sẽ bị sụp đổ. Đùng một cái nghị định hiện nay đang sửa hạ cái chuẩn mực về ga. Thế hạ chuẩn mực về ga thì có nghĩa là thế nào? Những ông nào mà đã chót ngoan tuân thủ theo luật pháp để tồn tại thì nay hạ chuẩn mực về ga thì những cái nhà cạnh tranh khác họ sẽ ra vào thị gia nhập thị trường với chi phí rẻ hơn. Thế cái chi phí mà mình bỏ ra cái đợt vừa rồi thì để làm gì ạ? Chỉ để tuân thủ pháp luật, và là hiện nay đã trở nên lãng phí. Rõ ràng trên đây chỉ với hai quy định về chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cấp cho doanh nghiệp và cho kỹ sư ngành xây dựng và quy định về kinh doanh khí, đã thấy tồn tại trong đó rất nhiều điều kiện kinh doanh gây khó cho doanh nghiệp. Và đó mới chỉ là số ít những điều kiện kinh doanh vô lý mà chúng tôi ghi nhận được. Các chuyên gia khẳng định, các cơ quan quản lý nhà nước phải rạch ròi trách nhiệm của mình và quyền lợi của doanh nghiệp trong kinh doanh. Có như vậy thì doanh nghiệp mới kinh doanh được. Doanh nghiệp bị bó buộc bởi những điều kiện kinh doanh vô lý, câu chuyện này vẫn đang tồn tại bấy lâu nay và cộng đồng doanh nghiệp vẫn đang không ngừng kêu than, nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức kêu khổ, nhưng vẫn phải chấp nhận và vẫn phải lách luật để mà sống, để mà hoạt động sản xuất kinh doanh. Điều kiện kinh doanh vô lý đã khiến doanh nghiệp khổ như thế nào, ảnh hưởng như thế nào đến môi trường kinh doanh? Mời quý vị đến với phóng sự sau. Thực tế đã cho thấy, nếu chất lượng điều kiện kinh doanh không tốt, có thể tạo ra 6 hệ lụy cho doanh nghiệp và cho nền kinh tế, cho cả xã hội. Đó là, thứ nhất, các điều kiện kinh doanh đang tạo ra rào cản bất hợp lý đối với đầu tư, gia nhập thị trường, làm hạn chế số lượng doanh nghiệp đăng ký mới, làm nản lòng các doanh nghiệp đang hoạt động. Thứ hai, các điều kiện kinh doanh đang làm giảm cạnh tranh thị trường. Do các yêu cầu, điều kiện ngặt nghèo, các nhà đầu tư tiềm năng không thể gia nhập thị trường, không tạo ra áp lực cạnh tranh. Bên cạnh đó, các điều kiện kinh doanh thường gắn với hàng hóa, dịch vụ của một số đơn vị công lập hoặc được nhà nước chỉ định, sẽ tạo ra lợi thế độc quyền, cản trở các nhà đầu tư tham gia cung cấp hàng hóa, dịch vụ. Thứ ba, các điều kiện kinh doanh đang làm giảm động lực đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp. Bởi nhiều điều kiện kinh doanh bắt buộc doanh nghiệp phải kinh doanh theo một phương thức nhất định, phải sử dụng một loại công nghệ nhất định hoặc thành lập một loại doanh nghiệp nhất định. Thứ tư, nhiều điều kiện kinh doanh đang làm giảm năng suất và giảm sức cạnh tranh của doanh nghiệp và nền kinh tế. Nhiều điều kiện kinh doanh làm tăng chi phí không cần thiết cho doanh nghiệp,
làm giảm giá trị gia tăng doanh nghiệp có thể tạo ra, qua đó làm giảm năng suất và sức cạnh tranh của doanh nghiệp. Thứ năm, nhiều điều kiện kinh doanh tạo ra rủi ro lớn cho doanh nghiệp trong quá trình hoạt động. Ví dụ, nhiều giấy phép kinh doanh có thời hạn ngắn hạn, khiến doanh nghiệp khó dự liệu được cho tương lai, không muốn đầu tư lớn. Hoặc nhiều điều kiện kinh doanh yêu cầu phải phù hợp với quy hoạch, trong khi nhà nước chưa có quy hoạch và quy hoạch có nhiều thay đổi. Và thứ sáu, nhiều điều kiện kinh doanh không rõ ràng tạo ra cơ hội cho sự tùy tiện trong quản lý nhà nước và sự nhũng nhiễu của một số cán bộ. Rà soát ban đầu chúng tôi thấy là các quy định của điều kiện kinh doanh tạo ra 5 nguy cơ. Và 5 nguy cơ này là 5 cái mối đe dọa đến cái gọi là tái đề án tái cơ cấu và cải cách kinh tế của chúng ta là gì ạ? Phát triển thị trường, nâng cao năng lực cạnh tranh, thúc đẩy sự sáng tạo. Thì điều kiện kinh doanh nó có 5 cái nguy cơ, nó tác động trực tiếp đến ba cái thứ chúng ta muốn thúc đẩy. Cái thứ nhất là nó có nguy cơ tạo ra rủi ro cho kinh doanh rất lớn. Cái thứ hai là nó hạn chế sự sáng tạo của doanh nghiệp và kinh doanh theo chuỗi, tức là chuyên nghiệp hóa. Đấy. Cái thứ ba là nó có tác động bất lợi đến doanh nghiệp vừa và nhỏ. Thứ tư là nó tạo ra nguy cơ hạn chế cạnh tranh. Và thứ năm là nó tạo gia tăng cái chi phí. Công nghệ thông tin phát triển rồi, văn bản luật rất nhiều, người ta có thể tìm kiếm rất dễ. Đấy. Thì doanh nghiệp bây giờ người ta cũng đọc rất kỹ luật, nhưng mà khi mà lên trên sở thì nó lại khác đi. Đấy, ngay bản thân chúng tôi cũng đã hỗ trợ rất nhiều các doanh nghiệp, cũng đi xin một số giấy phép liên quan đến cái lĩnh vực họ hoạt động kinh doanh. Luật nó quy định một, chúng tôi nghiên cứu thì luật quy định như này, nghị định quy định như này, nhưng mà thông tư nó lại quy định thêm một số vấn đề. Và khi đến cái cơ quan đó, chúng tôi họ lại đưa ra chúng tôi một cái bản hướng dẫn lại có những cái thêm cái mới, cho nên đấy là những cái rắc rối. Vấn đề cấp thiết đặt ra hiện nay là làm thế nào có thể xây dựng được một danh mục điều kiện kinh doanh có chất lượng, đúng vấn đề và đủ về số lượng, để không còn tồn tại cảnh điều kiện kinh doanh vừa thừa về số lượng vừa kém về chất lượng. Do đó, thứ nhất, cần phải nâng cao cơ sở pháp lý của việc quy định điều kiện kinh doanh từ cấp nghị định lên pháp lệnh, hoặc phải có sự xem xét, thảo luận công khai giữa các cơ quan quản lý với đối tượng bị chi phối về mức độ khả thi, sự phù hợp, tính minh bạch trước khi ban hành. Cần phải loại bỏ những điều kiện kinh doanh không phục vụ cho lợi ích công, đồng thời chú trọng vào chất lượng của các điều kiện. Và doanh nghiệp là những người chịu tác động trực tiếp từ các điều kiện kinh doanh. Do đó, khi phát hiện những điểm bất cập, vô lý, thì doanh nghiệp phải kịp thời phản ánh và mạnh dạn lên tiếng một cách trực tiếp hoặc thông qua hiệp hội ngành nghề. Khi mà đến giai đoạn soạn thảo thì căn cứ vào các chính sách đã được chính phủ thông qua, rồi là căn cứ vào các cái quy định của các văn bản cơ quan nhà nước cấp trên, chẳng hạn ví dụ luật để ban hành nghị định chẳng hạn, thì cũng sẽ kiểm soát chặt chẽ cái việc là quy định các cái quy định về thủ tục hành chính, các cái quy định về điều kiện kinh doanh để làm sao đảm bảo phù hợp và tạo môi trường cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của các doanh nghiệp cũng như đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người dân. Cái thứ hai tôi muốn nói, và cái thứ ba nữa là trong phạm vi bộ cũng như là của Bộ Tư pháp, thì sau khi các cái thủ tục hành chính được ban hành thì cũng đều thực hiện nghiêm cái việc là công bố công khai cái thủ tục hành chính để đảm bảo cho các cơ quan tổ chức cá nhân và công dân tiếp cận và trong việc thực hiện theo các cái quy định của pháp luật. Theo tôi thì cần phải cải thiện một cách thực chất về để đem đến cái sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp, mà tập trung vào những cái cải cách về thủ tục hành chính, công tác hỗ trợ doanh nghiệp, hoàn thiện về những cái thể chế mà ở địa phương là những cái cơ chế chính sách hỗ trợ doanh nghiệp. Quan trọng là cơ chế kiểm soát như thế nào. Bỏ thì rất khó, bỏ thì tôi đã thấy rồi, nhiều điều kinh doanh thấy là vô lý, thế này bỏ nhưng mà mất hàng năm, nhưng mà khôi phục lại rất dễ. Cho nên là vấn đề là quan trọng là kiểm soát nguồn nước và chảy của mình. Về nhà nước can thiệp quá sâu, nhưng cái quan trọng nhất nhiều người nói đến thực thi pháp luật, tôi cho rằng vẫn chưa đúng. Luật pháp có tốt thì thực thi nó mới tốt, luật pháp chưa tốt thực thi tốt nó chỉ cải thiện một phần. Cho nên tôi, quan điểm của tôi cho rằng là vẫn cần đánh vào chất lượng của hệ thống pháp luật, vẫn cần một cuộc cải cách. Thì tôi chỉ kiến nghị như thế này thôi này, 19 và 3 năm vẫn tiếp tục, nhưng tôi kiến nghị thêm rằng cần có một cuộc cải cách toàn diện về hệ thống
quy định pháp luật, nâng cao chất lượng của hệ thống quy định pháp luật. Nhưng tôi không kiến nghị theo kiểu ngày xưa nữa, là nâng cao chất lượng nữa, mà tôi kiến nghị thế này này: bỏ chứ không có nâng cao. Ở chúng ta không có, chúng ta gặp cái bẫy, chúng ta bảo là sửa thì có nghĩa là cho thêm vào, hoặc có thể bỏ ra, nhưng mà thường sửa là hay cho thêm vào. Nên tôi chỉ kiến nghị là bỏ những cái gì mà nó cản trở cạnh tranh, gây ra rủi ro, cản trở sự sáng tạo, phi thị trường thì phải bỏ. Với những nỗ lực rà soát và đề xuất cắt giảm điều kiện kinh doanh của các bộ ngành, cộng đồng doanh nghiệp đang hy vọng vào một môi trường kinh doanh thực sự lành mạnh, minh bạch và thông thoáng. Phần cuối của chương trình như thường lệ, mời quý vị đến với mục tư vấn pháp luật. Tham gia mục tư vấn pháp luật ngày hôm nay có luật sư Lê Thị Thu Hằng, công ty luật Quốc Minh, đoàn luật sư thành phố Hà Nội. Thưa luật sư, anh Trần Văn Long có địa chỉ email tại longtrần@gmail.com, có gửi thư về chương trình và hỏi: doanh nghiệp của bố tôi hiện tại là công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên. Bây giờ bố tôi muốn chuyển nhượng một phần góp vốn cho chú của tôi là em trai của bố và muốn chuyển đổi sang công ty cổ phần. Vậy cho tôi hỏi, với trường hợp như trên thì bố tôi cần phải làm những thủ tục gì và mong chuyên mục giải đáp giúp. Tôi xin chân thành cảm ơn. Mời luật sư trả lời. Căn cứ theo quy định tại Điều 196 Luật Doanh nghiệp năm 2014, thì chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn thành công ty cổ phần sẽ theo phương thức sau đây. Một là chuyển đổi thành công ty cổ phần mà không huy động thêm tổ chức cá nhân khác cùng góp vốn, không bán phần vốn góp cho tổ chức hoặc cá nhân khác. Hai là chuyển đổi thành công ty cổ phần nhưng huy động thêm vốn góp của các tổ chức cá nhân khác. Ba là chuyển đổi thành công ty cổ phần mà chào bán toàn bộ hoặc một phần vốn góp cho các cá nhân hoặc tổ chức khác, hoặc là cả ba phương thức trên. Công ty sẽ phải đăng ký việc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp từ công ty trách nhiệm hữu hạn sang công ty cổ phần, gửi lên cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có quyết định thay đổi. Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ chuyển đổi hợp lệ, cơ quan đăng ký doanh nghiệp sẽ cấp lại giấy đăng ký doanh nghiệp theo cái loại hình mới là công ty cổ phần cho công ty của bố bạn. Việc chuyển công ty chuyển đổi thì đương nhiên sẽ phải kế thừa lại toàn bộ các cái quyền và nghĩa vụ của công ty trách nhiệm hữu hạn trước đây, và sẽ phải chịu trách nhiệm về các khoản như là khoản nợ đối với các chủ nợ, các khoản thuế, các khoản lương, chi phí về bảo hiểm, về y tế đối với người lao động, vân vân. Trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ thông báo cho cơ quan nhà nước có liên quan theo quy định tại khoản 1 điều 34 của luật doanh nghiệp, đồng thời sẽ cập nhật cái tình trạng pháp lý của công ty của bố bạn lên cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Hồ sơ đăng ký chuyển đổi thì được hướng dẫn tại khoản 4 điều 25 nghị định 78/2015 NĐ-CP. Trong trường hợp chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn thành công ty cổ phần và ngược lại thì hồ sơ bao gồm như sau: 1. Phải có giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp. 2. Điều lệ công ty chuyển đổi theo loại hình tại điều 25 luật doanh nghiệp. 3. Quyết định của chủ sở hữu công ty hoặc quyết định và bản sao hợp lệ, biên bản họp của hội đồng thành viên hoặc đại hội đồng cổ đông về việc chuyển đổi công ty. 4. Danh sách thành viên hoặc danh sách các cổ đông sáng lập, danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài và bản sao hợp lệ các giấy tờ theo quy định tại khoản 4, điều 22, khoản 4, điều 23 luật doanh nghiệp. 4. Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp và các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng, thỏa thuận vốn góp giữa các nhà đầu tư. Căn cứ vào quy định pháp luật nêu trên, đối chiếu lại với cái câu hỏi bạn vừa đưa ra, thì trong trường hợp này bố của bạn sẽ phải ký một cái hợp đồng chuyển nhượng một phần vốn góp của bố bạn cho chú bạn, sau đó thì cùng với đó thì sẽ là cái toàn bộ hồ sơ như tôi vừa công bố. Và khi làm thủ tục chuyển đổi thì như tôi cũng đã nói, bạn có thể gửi hồ sơ online. Sau đó khi mà có cái xác nhận
hồ sơ của bạn đã hợp lệ thì phòng đăng ký kinh doanh sẽ gửi lại thông tin và sẽ mời bạn lên để nhận giấy đăng ký kinh doanh. Và khi nào bạn lên phòng đăng ký kinh doanh thì bạn mới phải nộp hồ sơ là bản gốc. Cảm ơn luật sư. Mục tư vấn pháp luật đã khép lại chương trình luật sư doanh nghiệp tuần này của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình. Và đừng quên chương trình luật sư doanh nghiệp sẽ được phát sóng vào khung giờ mới lúc 21 giờ 15 phút thứ ba hàng tuần bắt đầu từ tháng 5 năm 2018. Quý vị có thể xem trực tuyến hoặc xem lại chương trình tại website www.vitv.vn hoặc cập nhật qua Facebook của kênh truyền hình kinh tế tài chính VTV. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.